Chester. Vâng, với phân khúc chi tiêu tiết kiệm hơn, chúng ta chỉ khoảng 26 triệu thôi. Vâng. À, thì cây đàn này 26 triệu và nó giản dị hơn, đúng các bạn nhìn thấy đơn giản hơn, thiết kế gọn gàng theo kiểu đơn giản hiện đại. Đấy. Các bạn nào nhà chung cư vuông vắn thì chúng ta đặt cây đàn như này vào thì là nó cũng dễ hòa với không gian, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng kiểm tra qua cái phím cho các bạn nhé. Rất là tốt. Vâng, không có vấn đề gì. Và phần tiếp theo là âm thanh của cây đàn. Cây đàn chi tiêu hết sức tiết kiệm, nhưng mà chúng ta lại thấy âm thanh của nó không phải là sản phẩm của một sự tiết kiệm, đúng không ạ? Và không phải là một một cái sự mà chúng ta thấy là ui đàn ít tiền thì âm thanh nó thường lắm mà nghe nó chán, đúng không? Hiểu thế hay. Và khẳng định các bạn hay, và là cái âm thanh này hay hơn cái giá trị tài chính của nó rất nhiều. Và bây giờ chúng ta khẳng định điều đó với 88 phím của cây đàn. Thank you.
Vâng, Hiếu nhấn mạnh tuyệt vời. Tuyệt vời và rất tuyệt vời với 26 triệu. Wow. Bây giờ chúng ta cùng nhìn xuống dưới phần bên dưới của cây đàn. Ba bê đàn rất là đẹp đúng không các bạn? Vâng. Chúng ta cùng xem. Wow. Vâng, đấy, đây có cái khóa son không các bạn nhìn thấy không? Vâng, rất là điệu như này, rất là nét rất riêng của đàn Letter. Vâng, đấy, cái bê đàn giữa này họ lại treo lên như thế này, ngược lại. Vâng, một cái cách cải tiến rất riêng. Vâng, đó, các đầu dây không bị gì và rất là chắc chắn. Vâng, tôi cảm thấy là rất chắc chắn, vẫn hoàn toàn yên tâm. Vâng, chúng ta cùng xem cái phần này, đầu hồi này. Đó. Cái vai này không bị sứt sẹo gì. Và khoảng nghe một chút trang trí là có một đường chỉ chìm ở giữa cái chân cột trống này. Đấy, một sự khác biệt, một nét riêng. Và cái bản lề này rất tỉ mỉ và những cái đốt nó rất là bé các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Cái đốt bản lề nó rất là ngắn, rất nhỏ. Rồi đến đây. Đấy, cũng đối xứng lại. Đẹp. Mời các bạn xem phần đằng sau của cây đàn. Vâng. Wow. Họ đầu tư để sản xuất cây đàn này thì hoàn toàn không phải là cây đàn mà ít tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cột trống với hai cái tay sách xuyên như thế này. Đấy. Và các bạn thấy không ạ? Đó. Hai cái hộp cộng hưởng phụ nữa. Vâng. Rất tuyệt vời. Vâng. Có thể nói là không có gì có thể chê được ở cái phần sau box đó cả. Các bạn thấy cái logo. Và đây Hiếu muốn gạt xuống cái này. Chà, Letter Piano gọi là bắt đầu từ năm 1930. Vâng, họ đến gần 100 năm tuổi rồi. Và đây các bạn nhìn thấy. Chốt pin rất tuyệt vời bằng thép trắng. Đây, Hiếu sẽ nhìn cho các bạn khiến tất cả các chốt pin đều rất tốt. Và tiếp theo là phần action. Rất là chặt các bạn ạ, rất chặt đấy. Đây, đoạn giữa này nó cũng không bị lỏng hơn một tí tẹo nào cả. Đấy, rất chặt. Và đây các bạn xem cái thương hiệu búa Flitz. Đấy. Đây, và chúng ta cũng nhìn luôn. Đấy, một, ba cái búa này. Đấy, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đấy. Đấy, rất là dày đúng không các bạn? Và đấy, thì bây giờ chúng ta xem da dạ lò xo dây co ở đây. Rất là đều các bạn nhé. Chỉ hơi cũ theo thời gian thôi nhưng mà đặc điểm nhất là nổi bật là cái lò xo này còn rất mới. Đấy, rất đều. Vâng, cây đàn đã được Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật đánh giá như thế nào? Đây, qua cái bản đánh giá của Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật, người ta viết tắt Juba U Piano Association thì là họ viết tắt là Juba. Vâng, đấy, Juba. Cây đàn sản xuất năm 1969, cao 1m32, đúng không? Body B, key B cộng, pin A, action A và support A. Vâng, pin A, action A và support A, ba cái ruột nhất quan trọng nhất đều ở ngưỡng còn rất là tốt. Vâng, rất là tốt.